hơn, giờ máy cài gắn được motor luôn anh em, máy là đủ hết nè. Đây, cái dàn đạn này thì rất là chắc nha anh em, tại vì máy tài là kéo tới mấy tấn, nhưng mà kéo cái dàn quạt này chỉ có vài chục ký thôi, vài trăm ký thôi. Số nè, số tay với số tự động nha anh em, số sàn. Đó, gắt tốc độ nhanh chậm luôn không? Cho ăn là vừa đó. Mình gặt số nhẹ đây, motor nhẹ điện nha anh em. Đó, gặt lên cái số sàn nha, hộp số sàn nha anh em. Bao rẻ luôn. Bao rẻ cho anh em xài. Bảo hành này là xài chục năm phải luôn, chục năm phải luôn. Thì cái đuôi máy cài này là cái sức nặng nó kéo cái máy cài rất là nặng, nhưng mà kéo motor này và quạt thì quá nhẹ. Anh em là có đề cần thì mình cứ liên hệ. Giao xa gần gì giao hết.